16 tuổi thôi, chú tên Nam. Chú ở với cha chú mẹ thì đã qua đời lâu rồi, cha chú cũng yêu thương nuông chiều chú lắm, cái gì cũng được cả. Cha chú thì làm trưởng phòng của một công ty lớn lắm, cho nên chú cũng hãnh diện tự hào lắm, đòi cái gì cũng được hết đó. Thì khoảng chừng cách đó khoảng 3 năm cha chú đã thất nghiệp. Bởi vì là có chuyện xích mích với thủ trưởng cho nên rồi cái là thất nghiệp đi về nhà. Nhưng mà không muốn con mình nó mặc cảm với bạn bè, cho nên mới nói dối với con mình rằng là cha không còn đi làm ban ngày nữa, ta chỉ làm ban đêm thôi, đổi ca rồi. Cho nên ăn cơm vội vàng xong 6 giờ cha mình cũng mặc đồ thắt, mặc áo vest, xách cặp táp đi y như là lúc ban ngày vậy đó. Trong lòng Nam cũng cũng nghĩ rằng là cha mình vẫn còn làm những công việc bình thường thôi. Đó, thì một ngày kia Nam tự nhiên nghe bạn bè của mình nói rằng là: Nam ơi, tôi nói cho bạn nghe nè, ba của bạn đi làm cái gì? Nam nói thì ông làm trưởng phòng hồi nào tới giờ á, ở trong công ty á. Thì người bạn của Nam mới nói rằng là: tôi nói cái này Nam đừng có buồn nha. Khoảng 11, 12 giờ đêm tôi thấy ba của Nam lẩn quẩn bên đống rác á, rồi móc bọc ni lông, móc chai nhựa, mấy lon bia nè, đem bán nè. Tại vì nhà tôi đó, ba tôi là cái chủ mua đồ phế liệu á, tôi thấy ba Nam lại bán. Nam nó không tin. Đó, thì lúc bấy giờ đó, bạn học của Nam là một cái cô gái này tên Thảo, thấy ba của Nam như vậy mới mời ba Nam về nhà. Nói: bác ơi, bác đến đây rồi bác gửi đồ cho con giặt cho, đồ vest đồ đó con giặt cho, con không nói cho Nam biết đâu. Rồi bác về đây bác ăn cơm đi, bác đừng có thức khuya nhiều quá. Thì ba của Nam mới nói rằng là: cháu giữ kín chuyện này, Nam nó biết được nó buồn lắm. Ừ. Thì bán buôn xong cũng về nhà của cô Thảo này vậy đó. Nhưng mà bữa đó Nam bắt đầu là nó mở một chiến dịch điều tra truy lùng. Nó đạp chiếc xe đạp nó ở đó. Nó chờ. Đúng 12 giờ một chiếc bóng trong đêm thấp thoáng cạnh cái đống rác thiệt là to đằng kia từ từ bước ra cửa, bước ra cái cửa cánh cổng của cái đống rác. Nam kêu bằng là bàng hoàng ngỡ ngàng, đôi mặt khuôn mặt của Nam nó xám xịt lại luôn, nó không ngờ bây giờ ba nó đi móc bọc ni lông vậy. Nó kêu ba, ổng giật mình quay lại thì nó mới nói: tại sao ba làm cái này, tại sao ba nói dốc con là ba làm trưởng phòng, bây giờ ba làm móc bọc ni lông, bạn bè của con nó biết hết trơn rồi này kia. Nó xô ba nó cái đạp xe đạp đi về. Ông già đau khổ bây giờ biết sao giờ, phải không? Đó, chiếc xe đạp mới mua ngày hôm qua cho nó, bây giờ chủng chính chiếc xe đạp đó, nó hất ba nó ra để nó đạp nó quay về. Rồi đau khổ quá, té xuống ở trong mấy đêm rồi, té xuống ngay bên cạnh cái bao mà đựng cái chai nhựa với cái lon bia đó, té xuống đó không ai hay hết. Cuối cùng rồi cô Thảo cô chờ hoài, sao mà thấy bên gần 4 giờ khuya rồi mà xong không thấy bác ba của Nam đi về. Cô Thảo nó mới đi tìm thì lại đống rác nó thấy ông nằm ở đó, kêu xe đưa vô bệnh viện thì ông chết rồi. Lúc bây giờ Thảo nó mới cho thằng Nam hay rằng là: Nam có biết không, chiếc xe đạp của Nam đang chạy đó, ba của Nam bán máu mua đó. Tại vì ba của Nam đi móc bọc rồi bán ve chai dành được dụm đâu được có 6-7 triệu gì đó thiếu đi, không đủ tiền mua chiếc xe đạp cho Nam, cho nên bây giờ bán máu để mua cho Nam đó. Nam cởi trên chiếc xe đạp là Nam đang cởi trên cái lưng còng hàng đêm của cha Nam, móc từng cái lon bia và chai nhựa mà bây giờ Nam lại mắng cha mình, xô cha mình để cuối cùng bây giờ cha không còn sống được nữa. Phải không? Chúng ta không bao giờ cảm nhận được một cái thứ tình thiêng liêng nào hết. Chúng ta chỉ biết rằng tuổi trẻ là tôi có áo mới, tôi có xe đạp mới, tôi có tiền bỏ túi và tôi làm sao bạn tôi có cái gì tôi có cái đó. Mà không nghĩ đến tất cả những nỗi cực khổ dày dò của cha và mẹ mình. Đó. Cũng như con bé Vi cũng vậy. Mẹ nó đi quét làm công nhân quét rác ở ngoài đường. Học sinh mà lớp 10 rồi mặc áo dài tươm tất lắm. Đó. Mà nó dặn mẹ nó như vậy nè, là mẹ thứ nhất đó là mẹ gặp con ở ngoài đường, con đạp xe đạp đi học mẹ đừng có kêu con đó, không tới trường thăm con luôn đó. Thì nó khi mà nó nói câu nói đó vừa xong thì mẹ nó là quay mặt vào trong vách. Lần thứ nhất mẹ nó khóc bởi câu nói của nó đó.
Một bữa kia đó thì mẹ nó tới trường, tại vì đó đi quét rác ngay cái đường Hoàng Văn Thụ, thuận vào cái con đường đi vào trong lớp của nó, trong trường của nó mà. Quên con gái của mình dặn rồi, đi quét rác là không được tới trường thăm con rồi. Nhưng mà tình mẫu tử thiêng liêng, bà đâu có nhớ nổi cái lời con gái của mình dặn đâu. Thương con quá, bước đã vô cổng trường, kéo cái chổi thiệt là dài đi vô trong trường vậy đó. Thấy con bé Vi đang đứng, Vi Vi chạy lại ôm đó. Nó đẩy mẹ nó ra liền. Không có nói là mẹ dơ quá, nhưng mà trong khuôn mặt của nó không vừa bụng mà đẩy ra. Con đã dặn mẹ rồi, nó nói đay nghiến, nó nói trong hai cái kẽ răng của nó khích rịch lại mà nó nói thật nhỏ, nó sợ bạn bè nghe. Con dặn mẹ rồi, đừng có tới trường thăm con. Đẩy bà đi. Bà quay lưng bà đi, kéo cái chổi đi ra khỏi cổng trường. Lần thứ hai bà già khóc vì câu nói của nó. Đó. Tối hôm đó về, bà ôm con của bà và bà nói rằng mẹ xin lỗi, tại vì mẹ nhớ con mà vô thăm. Thôi mẹ xin lỗi gì nữa, tụi nó biết hết rồi mà còn xin lỗi gì nữa. Nó biết mẹ quét rác ngoài đường rồi. Buông tay khỏi cái mình của con gái mình, bà xây mặt vô vách. Lần thứ ba bà lại khóc. Lần thứ ba bà lại khóc. Rồi cái đêm này là một cái đêm quan trọng, là sáng mai này là sinh nhật con bé Vi. Mẹ của nó mới mua cho nó một xấp vải để mà nó may áo mới. Thì khi mà bà nói rằng là tối nay đó sẽ mang về cho nó, tối nay mang xấp vải này về cho nó để sáng mai sinh nhật nó rồi. Thì khi mà bà đang quét rác ngoài đường gì đó thì bà mới gặp con bé Vi đi tới. Bà cũng quên nữa, con gái nó dặn là gặp con ở ngoài đường đừng có kêu. Bà lại kêu Vi Vi, dừng xe đạp lại, bước gần mẹ nó. Nó liệng vào mặt mẹ nó bằng những ngôn ngữ cộc lốc. Gì mẹ? Mẹ kêu con hoài, con dặn rồi mà kêu con hoài. Thì bà mẹ bà móc trong trong cái giỏ, cô Yến cho mẹ cái bánh bông lan. Mẹ biết con thích bánh bông lan lắm, cho nên thấy con mẹ để dành cho con. Nó lấy cái tay, nó hất cái tay cầm bánh bông lan của mẹ nó qua một bên, quay mặt dậm chân leo lên xe đạp đi. Lần thứ tư mẹ nó lại khóc. Không, khóc. Ở đây có Phật tử nào, có đứa con nào vậy không? Có không? Rồi bà cũng buồn, bà bỏ qua. Tới chiều ca đêm quét rác thì mẹ của bé Vi quét vội vàng một vài đường chổi dài nữa để cho đường phố sạch đẹp, để cho cái đường phố thông thoáng. Bà mới vô gốc cây ngồi rút cái chai nước khoáng ra uống để nghỉ mệt một chút mà với bạn bè của mình. Lúc bấy giờ có một bà cụ từ bên kia đường băng qua. Mẹ của bé Vi đưa sáp vải cho cô Yến cầm, vừa mới chạy qua đỡ bà cụ qua đường. Lúc bấy giờ chiếc xe tải chạy đến, ánh sáng nó chiếu thẳng vào hai người, tiếng xe thắng két. Mẹ của bé Vi chỉ kịp đẩy bà già vô lề thôi, và mẹ bé Vi bị xe tông. Tất cả những người bạn mới đưa mẹ bé Vi vào bệnh viện, bé Vi cũng đi vô thăm mẹ mình. Thì trong cái phòng cấp cứu đó, thì ông bác sĩ với chiếc áo blue trắng đi ra, và ông bác sĩ nói: anh có phải là chồng của cô này không? Ba bé Vi đứng dậy nói: phải. Xin lỗi anh, tôi đã làm hết sức mình nhưng bệnh nhân không qua khỏi. Rồi ba của bé Vi ngồi phục xuống chiếc ghế, thì trong cánh cửa phòng cấp cứu chiếc băng ca từ từ đi ra. Mẹ của bé Vi nằm bất động mà trên trán vẫn còn những giọt mồ hôi quét rác của đêm đó mà. Bé Vi chạy đến chụp cái băng ca lạnh lùng. Mẹ bé Vi nói: mẹ ơi, mẹ đừng bỏ con. Cô Yến chạy đến gỡ tay bé Vi ra và đưa: đây sáp vải mẹ con mua vì ngày mai sinh nhật của con. Bé Vi úp mặt vào tay, nước mắt tràn vào lòng những tiếng nghẹn bi thương. Mẹ ơi, con không cần vải mới. Mẹ ơi, con không cần gì cả. Tại sao đến giờ này con mới cảm nhận được là mẹ là người vĩ đại nhất trên thế gian này? Cái nghề của mẹ đâu có cái gì gọi là hèn hạ. Nghề của mẹ là nghề cao quý nhất. Mẹ đã làm cho đường phố sạch đẹp, mẹ làm cho đường phố thông thoáng. Trong khi người ta ngủ, mẹ vẫn thức để làm sạch lại những con đường. Tại sao con không cảm nhận được điều đó? Mẹ ơi, con không cần gì cả. Mẹ ơi, con chỉ cần có mẹ thôi. Lúc bấy giờ bé Vi khóc. Khóc trong muộn màng, khóc trong ân hận. Cũng như thằng Nam cũng vậy, khóc trong muộn màng, khóc trong ân hận vậy. Phải không? Cho nên đó, lúc bấy giờ
chúng ta cũng có thể giống như Nam, rồi chúng ta cũng có thể giống như bé Vi vậy đó. Trong cuộc sống đời thường, tất cả chúng ta đều để cho giọt nước mắt của mình lăn dài trên má. Để rồi đó, giọt nước mắt dẫu có khô trên má, nhưng tim lòng vẫn ướt đẫm giọt lệ thương. Có thể là trên mắt của mình sẽ không còn khóc, mình có thể khô cạn đi, nhưng trái tim của mình vẫn ướt lệ thương, thương cha và thương mẹ của mình. Cho nên đó là hai giọt tình rơi nhẹ giữa lặng lẽ thiết tha. Giọt thương là tình mẹ, giọt nhớ là tình cha. Và đó cũng chính là hai giọt tình trong đêm. Thân ái kính chào toàn thể quý nam nữ Phật tử. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngài Thượng Tọa nói hai đấng thanh thành: chúng con, thầy là chúng con là một người không xứng đáng để làm con của cha của mẹ. Ngày hôm nay chúng con nghe Thượng Tọa dạy như vậy, chúng con những cái lời đó để tu hành tinh tấn để đền đáp hai đấng sanh thành của chúng con. Sau chúng con xin nhờ ơn đức của Thượng Tọa, khi nào Thượng Tọa ghé về chùa Hỷ Ứng để dạy cho chúng con tu hành được tinh tấn và trên bước đường tu học. Nam mô A Di Đà Phật. Sau nữa xin cảm ơn Phật tử về đây nghe pháp của Thượng Tọa dạy, và chúng con xin và xin thưa các Phật tử, tôi rất mừng là vì thầy Phật tử rất đông. Ngày hôm nay ở rừng núi này chúng tôi được nghe pháp mà các vị hữu tình ở đây được nghe, đó là thuần duyên cho chùa Hỷ Ứng. Xin cảm ơn Phật tử và xin hồi hướng công đức. Cầu chúc gia đình sức khỏe và các vạn sự được an lành. Nhớ ông cha dưỡng dục mùa báo hiếu bùi ngùi, thương mẹ đức cụ lao. Kính bạch thầy, chúng con trước nhất xin sám hối với mười phương chư Phật, sám hối với thầy, sám hối với cha mẹ chúng con. Tuy rằng cha mẹ con cho con thân xác này, cha mẹ con đã qua đời 40 năm rồi, con chưa bao giờ nên hơn được cha mẹ. Những lời giáo huấn của thầy đã làm tim con tan. Cảm ơn thầy đã chỉ đường chỉ lối cho chúng con, đã làm trọn phòng bộ, làm trọn bổn phận của người con đối với cha mẹ. Kính bạch thầy, có lẽ lần này là lần thứ hai thầy đã về với đạo tràng chùa Hải Ánh, phát xuất với lòng từ bi của thầy. Thầy thực hiện hành nguyện của Bồ Tát, thầy là con chim ca lăng tần già đem giáo lá pháp Phật Đà đến cho chúng con. Thầy đã mở tóa, thầy đã nói hết tất cả những gì mà đạo làm con phụng dưỡng cha mẹ. Con xin thầy hoan hỷ thường xuyên lui tới đạo tràng Hải Ánh này để cân nhắc cho chúng con làm tròn bổn phận. Lời sau cùng, con cầu chúc mười phương, cầu xin mười phương chư Phật độ trì cho thầy pháp thể khinh an chúng sanh dị độ. Thầy mãi là ngọn đèn trí tuệ, thầy mãi là cây đa cổ thụ che mát cho chúng con trên con đường tu học giải thoát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.